người trên vạn người chấp 299, hậu bối Phong Thiên Nguyệt, tham kiến tiền bối. Người có địa vị cao ở đảo Phong Nguyệt còn là người mạnh nhất ở trên đảo, đồng thời cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ Phong Nguyệt Tông như Phong Sư Tỷ. Không ngờ lại quỳ xuống cúi chào người khác. À, cô là, nói sao thì cũng cùng ngồi câu cá với nhau tận nửa tháng. Thì ra, tư cách để được hắn nhớ kỹ ở trong lòng cũng không có. Tiền bối, ngày đó, chúng ta đã từng cùng nhau câu cá ở bên sông, ngài ngồi kế bên của ta, lúc đó còn có một lão già mặc đồ bình thường vô danh nữa đó. À, thì ra là cô. Sao rồi, sau đó có câu cá được không? Thiên Nguyệt vô dụng, đã khiến tiền bối chê cười. Ôi trời, đúng là ngại quá, cá đều bị ta câu hết mất rồi. Nói ra thì lúc đi, ta còn muốn tặng nửa rỗ cá cho cô lận, nhưng ta thấy cô có vẻ không có hứng thú, cho nên ta đã phóng sinh bọn chúng rồi. Tuy rằng không biết thực lực của tiền bối ra làm sao, nhưng chỉ dựa vào lần câu cá ở bên sông của tiền bối vào ngày đó thì có thể thấy tiền bối tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Ôi trời, không phải chỉ câu được vài con cá thôi sao, lần sau ta dạy cô nhé. Đa tạ tiền bối. Chi bằng tiền bối đi đến chỗ của ta ngồi chơi đi. Ta đúng lúc cũng là người của đảo Phong Nguyệt, đến lúc đó, tiền bối có căn dặn gì thì cứ việc nói cho ta biết. Ừm, đúng là quá tốt rồi. Mời tiền bối đi bên này. Con miệng nó, vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ có thể khiến sư tỷ tỏ vẻ tôn trọng như vậy. Đừng hỏi hắn là ai, ngươi chỉ biết hắn là sự tồn tại mà ngươi không thể đụng vào là được. Chuyện của hôm nay không được phép truyền ra ngoài, nếu khiến hắn không vui thì nguyên cả đảo Phong Nguyệt đều rơi vào cảnh hủy diệt. Là giọng nói của Phong sư tỷ. Không biết tiền bối đến đây để làm gì ạ? Ta muốn tiếp nhận truyền thừa tử vong của đảo Phong Nguyệt các cô, không biết Phong tiểu thư có thể đi liên hệ với đảo chủ giúp ta có được không? Truyền thừa tử vong. Trước giờ, người muốn tiếp nhận truyền thừa tử vong không phải là người có mối thâm thù đại hận thì cũng là những người có thực lực bình thường nhưng muốn có cơ hội đổi đời mà thôi. Với thực lực lúc trước của tiền bối thì cái giá phải trả quá thấp. Cho nên, có thể không? Tất nhiên là có thể rồi, bây giờ ta đi xin giúp ngài luôn. Lần này, mình không thể bỏ lỡ cơ hội. Cô nương này đúng là đáng tin cậy mà. Phòng hội nghị của Phong Nguyệt Lâu. Phong Thiên Nguyệt, cô không phải rời đi từ sớm rồi sao, lại chạy về đây để làm cái gì? Bạch Cập, Phong Thiên Nguyệt ta làm việc, vẫn chưa đến lượt ngươi dạy đời đâu. Sư Tôn, Thiên Nguyệt có một chuyện muốn cầu xin. Có việc gì thì nói thẳng đi. Đảo chủ của đảo Phong Nguyệt và cũng là tông chủ của Phong Nguyệt Tông hứa chứ. Có bằng hữu của con ghé thăm, hắn muốn tiếp nhận truyền thừa tử vong, cho nên vẫn mong Sư Tôn phê duyệt. Thiên Nguyệt à, nếu là bằng hữu bình thường thì từ chối đi. Con cũng biết rất rõ bí mật giữa truyền thừa tử vong và đảo Phong Nguyệt chúng ta mà, cho nên không thể để truyền ra bên ngoài được. Sư Tôn, con đều hiểu hết những gì mà Sư Tôn nói, nhưng Đồ Nhi vẫn là muốn xin cho hắn thêm một cơ hội. Phong Thiên Nguyệt, Sư Tôn đã nói rồi, bây giờ truyền thừa tử vong không thể truyền ra bên ngoài, sao cô cứ cưỡng ép Sư Tôn vậy hả? Cô cũng đâu phải là không biết, truyền thừa tử vong liên quan đến khí vận của đảo Phong Nguyệt chúng ta, khí vận của đảo chúng ta đều sẽ bị mất đi rất nhiều. Đảo Phong Nguyệt của chúng ta đã từng là một trong những bá chủ của thiên vực, bây giờ rơi vào tình cảnh như bây giờ chính là bởi vì nguyên nhân này. Sư Tôn, con chỉ cần Sư Tôn phá lệ thêm lần này cho con là được. Vẫn mong Sư Tôn nể tình Đồ Nhi đã tận tâm với đảo Phong Nguyệt trong những năm này mà đồng ý với Đồ Nhi lần này đi ạ. Truyền thừa tử vong này không chỉ ảnh hưởng đến một người, mà nó ảnh hưởng đến nguyên cả đảo Phong Nguyệt. Ta già rồi, thiên hạ mai này là của các con. Sư huynh muội các con thân là người kế thừa tương lai, vậy thì sẽ để các con tự mình quyết định chuyện này. Phong Thiên Nguyệt, Sư Tôn đã nói như vậy rồi, thế thì ta xin nói thẳng luôn nhé. Ta sẽ không đồng ý yêu cầu ngu xuẩn này của cô đâu. Nói đi, muốn làm sao mới chịu đồng ý? Đứng dậy. Vậy thì phải coi cô đưa ra điều kiện gì rồi. Nhưng nói trước, ta không có hứng thú với cô. Nếu lần này truyền thừa thất bại, khiến cho khí vận của đảo Phong Nguyệt biến mất, vậy thì ta tự nguyện từ bỏ quyền tranh giành chức đảo chủ, thế nào? Cái gì? Cô nói thật. Phong Thiên Nguyệt ta đã dám nói, thì tất nhiên là thật. Bước đi này của Phong Thiên Nguyệt có thể gọi là vô cùng nguy hiểm. Nếu Dịch Phong thất bại, thì cô ta không chỉ đánh mất quyền tranh giành chức đảo chủ của đảo Phong Nguyệt. Cho dù quan hệ giữa cô ta và Dịch Phong có tốt đến đâu đi nữa thì cũng tan thành bong bóng nếu như Dịch Phong chết. Trong mắt của người ngoài thì quyết định này của Phong Thiên Nguyệt là vô cùng ngu xuẩn. Được, ta đồng ý với cô. 7 ngày sau, ta đích thân đưa hắn vào truyền thừa.
ta trái lại muốn coi thử bằng hữu đó của cô sẽ làm sao phá vỡ cục diện đây. Sự tình chính là như vậy. Cho nên tiên sinh, truyền thừa sẽ bắt đầu vào 7 ngày sau, ngài chuẩn bị ra làm sao rồi? Chuẩn bị cái gì? Cần gì chuẩn bị? Tất nhiên là chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa rồi, lẽ nào tiên sinh không có chuẩn bị sao? Ừm, nếu cô không nói, thì ta đúng là quên mất luôn. Chuyện quan trọng như vậy mà ngài lại xém chút nữa quên mất, có phải quá qua loa rồi không? Lẽ nào mình đặt cược sai rồi? Đúng lúc, cô cũng đi chuẩn bị với ta nhé. Ta đi cùng ngài sao? Đúng đó, nhưng nếu cô có việc bận thì thôi vậy. Không bận, ta đi. Không ngờ nhanh như vậy đã có được lòng tin của tiên sinh rồi. Ừm, vậy thì đi thôi. Chuyến đi này chắc có thể nhìn thấy chiêu thức đáng sợ của tiên sinh rồi. Suy cho cùng, tiếp nhận truyền thừa tử vong nguy hiểm như vậy, ai cũng sẽ lấy ra một vài con át chủ bài nhỉ. Ông chủ, bò khô này bán giá nhiêu? 3 tiên tinh cho 1 cân. 2 tiên tinh đi. Khách quan, ngài làm vậy thì ta làm sao bán cho được? Sao không bán được, ta tính tiền lãi với vốn giúp ông luôn nè. Một hồi lâu sau. 1 tiên tinh cho 1 cân, cũng tạm chấp nhận đấy. Hu 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 hu, chưa từng thấy ai trả giá như vậy luôn đó. Lần này, tiên sinh chắc đi chuẩn bị đàng hoàng rồi nhỉ. Tiên sinh, tiếp theo sau chúng ta. Ừm, ta phải chuẩn bị một vài bộ y phục. Y phục là báu vật thuộc dạng phòng ngự sao? Báu vật có thể biến đổi thành y phục, cấp bậc chắc chắn không hề thấp. Quả nhiên, vị này sắp để lộ thân phận rồi. Tiên sinh, ta quả nhiên không chọn sai người mà. Rẻ chút nữa đi. Không được, giá đó không thể giảm được. Đừng có chơi mấy chiêu trò này, giá thành của cái này có đáng giá bao nhiêu đâu chứ. 7 ngày sau thì phải tiếp nhận truyền thừa tử vong rồi. Nhưng cái người này lại không quan tâm đến chuyện chính, mà chỉ quan tâm đến mấy chuyện không đâu. Từ khi bước ra ngoài cho đến hiện tại, tiên sinh đã lãng phí thời gian của nguyên cả 1 ngày. Bớt đi 1 ngày chuẩn bị thì xác suất thành công cũng có thể sẽ bị giảm đi. Bận rộn nguyên cả ngày trời cũng tính là mua hết đồ rồi. Vậy thì tiên sinh, tiếp theo sau chúng ta. Cũng chạy khắp nơi nguyên cả ngày rồi, không có việc gì nữa, quay về thôi, quay. Quay về, tiên sinh, bên trong truyền thừa tử vong rất nguy hiểm, lẽ nào không cần chuẩn bị cái khác sao? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.